Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài nhiều ngày nên diện tích trồng rau màu của Hà Nội và các tỉnh lân cận bị ngập úng, gây thối hỏng, nhất là các loại rau ăn lá, khiến giá rau tăng đột biến những ngày qua. Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống ở Hà Nội, giá rau củ tăng chóng mặt. Cụ thể, rau muống tăng gần gấp 4 lần, từ 5.000 đồng lên 20.000 đồng một bó. Cải ngọt cũng tăng từ 15.000 lên 40.000 đồng một kg. Dưa chuột từ 17.000 đồng lên 35.000 đồng một kg. Đáng chú ý, các loại rau gia vị như hành lá, thì là, rau mùi, mùi tàu có mức tăng chóng mặt. Rau cải, rau ngót nói chung không cứ gì rau đấy, rau nào cũng tăng. Tăng từ, tức là tăng gấp 5 lần so với là giá cũ. Rau mấy ngày qua thì nó là tăng lên nhiều. Cũng là do thời tiết, mưa nhiều ấy, xong rồi nó ngập nó bị hỏng hết các cái rau ăn lá này này. Nó sẽ bị hỏng nhiều. Giá rau củ ngoài thị trường giờ lên cao quá. Mà lên gấp 3, gấp 4 lần như bình thường. Thế này thì là cao quá mà vẫn phải mua để ăn, chứ không thể đứng được. Theo các chuyên gia nông nghiệp, việc thời tiết ảnh hưởng đến giá cả nông sản, gây khan hàng cục bộ thường xuyên xảy ra, đặc biệt với mặt hàng rau củ. Tuy nhiên, nhiều năm nay, Hà Nội vẫn chưa có phương án bổ sung nông sản từ các tỉnh thành, nên người tiêu dùng thi thoảng lại bị ngã ngửa với giá cả leo thang.